Một ngôi nhà nhỏ là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, một căn phòng khách nhỏ sẽ mang lại rất nhiều khó khăn và thử thách trong việc decor trang trí. Điển hình như việc chọn nội thất và bố trí không gian cho căn phòng khách 10m² đã làm rất nhiều gia chủ phải đau đầu trong việc tính toán và sắp xếp. Vì vậy mà trong video này, Blog Nội Thất Đẹp sẽ chia sẻ cho các bạn những bí kíp thiết kế giúp cho không gian phòng khách 10m² đẹp ấn tượng, tiện nghi và tối ưu diện tích một cách dễ dàng nhất nhé. Phòng khách nhỏ 10m² không phải là hiếm, tuy nhiên chúng ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các mẫu nhà phố, nhà ống hoặc là nhà chung cư. Bởi vậy mà nhu cầu thiết kế phòng khách nhỏ không phải là ít. Và bạn hãy làm theo 7 bí kíp sau đây của Blog Nội Thất Đẹp. Đảm bảo không gian phòng khách nhỏ 10m² của bạn sẽ trở nên rộng rãi, sang trọng mà không hề bị tù túng hay là bí bách luôn nhé. 1. Màu sáng sẽ giúp bạn cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì màu sắc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác của người sử dụng không gian. Và chính vì thế, khi thiết kế nội thất cho phòng khách nhỏ 10m², bạn nên lựa chọn các tông màu sáng hay là các gam màu trung tính, bởi vì chúng sẽ giúp đánh lừa cảm giác của không gian như được mở rộng ra, thoáng đãng và dễ chịu hơn rất nhiều đấy nhá. Và bên cạnh đó, gam màu sáng làm chủ đạo sẽ là lớp nền hoàn hảo giúp tôn lên vẻ đẹp của những món đồ nội thất, cũng như sự cuốn hút và tập trung ánh nhìn vào các gam màu nhấn, gam màu nổi bật khác mà bạn sử dụng trong không gian phòng khách nhỏ 10m² của mình. Thứ hai, nội thất có kiểu dáng đơn giản sẽ càng giúp cho không gian thêm rộng rãi. Đối với thiết kế phòng khách nhỏ 10m², bạn nên lựa chọn những mẫu nội thất có kiểu dáng càng đơn giản càng tốt. Đặc biệt nên tránh những nội thất có thiết kế họa tiết rườm rà, cầu kỳ sẽ làm cho không gian phòng khách 10m² sẽ trở nên nặng nề, bí bách và diện tích như bị thu hẹp lại. Và kinh nghiệm lựa chọn nội thất cho phòng khách nhỏ mà bạn cần phải nhớ là nên chọn những món đồ nội thất có kiểu dáng hình khối và tạo ấn tượng bởi cách phối màu hiện đại và sang trọng, chính là nét đẹp tinh tế mà chúng sẽ chinh phục bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng đơn giản mà không mờ nhạt, vì vậy bạn hãy sử dụng màu sắc cùng với sự kết hợp của các chất liệu đa dạng cùng với nhau để tạo một điểm nhấn ấn tượng và dấu ấn riêng cho ý tưởng thiết kế nội thất cho không gian phòng khách nhỏ 10m² của mình các bạn nhé. Thứ ba, nội thất thông minh sẽ giúp tối ưu diện tích cho phòng khách nhỏ. Để đảm bảo công năng sử dụng và yếu tố tiện nghi trong sinh hoạt, thì dù là phòng khách nhỏ 10m² thì cũng cần phải tính toán sao cho tối ưu diện tích nhất có thể. Vì vậy, các mẫu nội thất thông minh, nội thất đa năng, ý tưởng thiết kế nội thất đụng trần là những giải pháp không gian hoàn hảo mà hầu hết các chuyên gia thiết kế đều áp dụng cho phòng khách nhỏ 10m². Và mặt khác, nếu phòng khách nhỏ 10m² của bạn có góc chết, thì sử dụng các kiểu kệ góc, kệ treo tường, tủ âm tường, vân vân để tận dụng tối đa diện tích mà không để phí 1cm diện tích nào các bạn nhé. 4. Sử dụng rèm cao kịch trần trong phòng khách 10m². Trong không gian phòng khách nhỏ của bạn có nhiều cửa sổ thì bạn có thể thêm vài chiếc rèm cửa sổ kịch trần được trang trí bằng những họa tiết kẻ sọc sẽ mang lại một cảm giác rộng rãi và cao cho ngôi nhà của bạn hơn rất nhiều. Và đó là cách đánh lừa thị giác mà rất nhiều chuyên gia thiết kế nội thất đã và đang áp dụng. 5. Decor phòng khách 10m² đậm dấu ấn riêng. Bên cạnh các ý tưởng thiết kế nội thất, việc lựa chọn đồ decor trang trí phòng khách nhỏ 10m² cũng rất là quan trọng, bởi chúng sẽ là những chi tiết giúp bạn hoàn thiện vẻ đẹp của không gian và thể hiện được khu thẩm mỹ, cá tính riêng trong không gian quan trọng nhất của ngôi nhà. Sử dụng tranh treo tường, kệ sách, kệ tủ trang trí, đèn LED, đèn thả, đèn chùm, vân vân chính là những ý tưởng tuyệt vời giúp bạn trang trí phòng khách nhỏ 10m² cho nên ấn tượng hơn mà không chiếm quá nhiều diện tích không gian. 6. Bố trí hệ thống ánh sáng hợp lý cũng giúp phòng khách 10m² trở nên rộng và đẹp hơn. Việc tối ưu ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, cho nên việc bố trí hệ thống ánh sáng đèn nhân tạo hợp lý sẽ tạo nên một hiệu ứng không gian rất là hiệu quả. Và thông thường với những phòng khách nhỏ thì các hệ đèn LED âm trần được sử dụng và bố trí ở mỗi không gian để ánh sáng được tỏa đều. Đồng thời bên cạnh đó thì sử dụng các kiểu đèn thả, đèn chùm để tạo một điểm nhấn cho không gian, tạo nên sự phân bổ của các miếng chính phủ ấn tượng ở trong thiết kế nội thất của phòng khách 10m² nhà bạn. 7. Tăng chiều sâu cho phòng khách nhỏ 10m² bằng cách trang trí cây xanh.
Nói thì có vẻ không tin, tuy nhiên cây xanh cũng là một cách tuyệt vời để tăng chiều sâu cho căn phòng khách 10m² của bạn. Và chúng cũng có hiệu ứng tương tự như việc bạn lắp gương vậy đó. Và vị trí thích hợp nhất để đặt cây xanh chính là ở góc nhà, bên cạnh hoặc là phía sau của ghế sofa. Trên đây là những mẹo giúp trang trí phòng khách nhỏ 10m² trở nên rộng rãi và tiện nghi hơn. Hy vọng với những chia sẻ này của blog Nội thất đẹp sẽ giúp ích cho bạn trong việc decor lại căn phòng khách bé bé xinh xinh của nhà mình. Chúc các bạn trang trí thành công nhé! Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé! Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.